cây xạ đen này nó thuộc vào họ cây tầm gửi nhỉ bác nhỉ? Leo, dây leo. Dạ. Bà. Vâng ạ, cháu chụp cái cây ạ. Cái này đó là cây xạ đen mà. Vâng ạ. Tôi trồng toàn cây có ít cái cả như vậy. Vâng. Những cây này là có tác dụng làm thuốc bà. Thuốc này là muôn gì cũng được. Vâng. Chữa về bệnh gì vậy? Cây xạ đen này nó có tác dụng chữa nhiều bệnh lắm bà. Vâng. Bây giờ mà cứ lấy cái lá và uống nước hàng ngày. Cây xạ đen này là dược liệu quý hiếm đấy ạ. Nào, sau đó tôi nhớ cái địa chỉ đi tới. Dạ. Cái cây này bác trồng được lâu chưa ạ bác? Ừ,